Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khởi động buổi lễ đếm ngược với tuyên bố về một Thế vận hội mùa hè không thể nào quên. Ông đồng thời cảm ơn hàng trăm nhân viên đã tham gia vào công tác chuẩn bị cho sự kiện. Là một trong những sự kiện thể thao được mong chờ nhất thế giới, lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ diễn ra trên dòng sông Seine thơ mộng của thủ đô Paris. Đây cũng là lần đầu tiên buổi lễ được tổ chức ngoài sân vận động Olympic. Theo các nhà tổ chức, nhu cầu xem các sự kiện tại Thế vận hội mùa hè 2024 đã vượt quá mong đợi và sẽ có nhiều chỗ ngồi hơn dự kiến cho công chúng trong giai đoạn bán vé thứ hai. Các nhà tổ chức cũng cho biết 3,25 triệu vé đã được bán ra trong giai đoạn mở bán, vượt mục tiêu 3 triệu đặt ra trước đó. Khoảng 70.000 vé sẽ được mở bán cho lễ khai mạc vào ngày 26 tháng 7 năm 2024. Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ diễn ra đến ngày 11 tháng 8 năm 2024.